Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ bước sang clip số 2 cho series clip 100 cho series 100 clip mẫu câu của mình. Thế thì anh ơi, em hỏi anh một câu nhé. Hà da trong tiếng Nhật là gì nhỉ anh ạ? Hà da người, da thú các thứ á. Gọi là hada. Hada nè. Thế thì trong tiếng Việt của bọn em có một câu là em cảm nhận một điều gì đó bằng da bằng thịt của mình. Thế trong tiếng Nhật có nói thế không anh? Có nói thế. Cảm nhận bằng da bằng thịt của mình á thì sẽ nói là hada de kanjirukoto ga dekimasu. So is ne. Tức là có thể cảm nhận điều gì đó bằng da bằng thịt đúng không? Cái từ hada để kanjirukoto ga dekimasu thì nó tương đương với một từ khác nữa, đó là từ jikkan. Jikkan, cảm nhận thực tế đúng không? Đúng rồi. Jikkan suru is ne, jikkan suru. Vậy thì chúng ta cùng nhau bước vào các ví dụ rồi nhá. Ok. Ok. ここまで来ると雄大な自然の肌で感じることができました。夏休みに日本人の家でホームステイを体験し、日本人の優しさを肌で感じることができました。現地でもノイナイコアイが大人気で、ファンの熱気を肌で感じる一日となりました。ハノイだよ。ここに来ると活気に満ちた街を肌で感じるよ。今回は和菓子作りを体験でき、日本の食文化を肌で感じることができました。佐藤さんのライブは嬉しくて楽しかった。生の音楽を肌で感じるのはやはり心地いいものだな。やっとベトナムに来る夢が叶いました。ベトナムを肌で感じることができました。ここまで来ると雄大な自然の肌で感じることができました。夏休みに日本人の家でホームステイを体験し、日本人の優しさを肌で感じることができました。現地でもノイナイコアイが大人気で、ファンの熱気を肌で感じる一日となりました。ハノイだよ。ここに来ると活気に満ちた街を肌で感じるよ。今回は和菓子作りを体験でき、日本の食文化を肌で感じることができました。佐藤さんのライブは嬉しくて楽しかった。生の音楽を肌で感じるのはやはり心地いいものだな。やっとベトナムに来る夢が叶いました。ベトナムを肌で感じることができました。イエーイ。Các bạn thấy clip thế nào? Rất là thú vị phải không? Và clip của chúng ta là kết thúc tại đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong clip số 3 nhé. Bye bye, bye.